cảm phục những chàng trai trẻ phục dựng miễn phí hàng trăm bức ảnh liệt sĩ. Hơn 130 bức ảnh liệt sĩ được phục dựng miễn phí và được in, đóng khung trao tận tay các gia đình liệt sĩ khiến nhiều người xúc động trước tấm lòng, tài năng của các chàng trai trẻ. Anh Lê Quyết Thắng, sinh năm 1991, quê Nghệ An, hiện đang sinh sống, làm việc tại Hà Nội chính là người khởi xướng ý tưởng này. Công việc chính của anh Thắng là thiết kế nội thất. Tranh thủ thời gian rảnh, anh chỉnh sửa ảnh miễn phí cho mọi người qua mạng xã hội, thường ghép ảnh cho thân nhân người đã khuất qua các bức ảnh đoàn viên và phục dựng những tấm ảnh cũ kỹ. Chuyện bắt đầu cách đây gần 3 tháng, anh nhận được tin nhắn của một người con bày tỏ nguyện vọng được phục dựng bức ảnh của bố mình là liệt sĩ hy sinh năm 1972. Anh Thắng nhận lời ngay. Khi phục dựng xong, anh đăng bức ảnh này lên mạng xã hội. Câu chuyện về bức ảnh này được lan truyền nhanh chóng. Anh nhận được vô số lời khen và nhờ giúp đỡ từ cộng đồng mạng. Hàng trăm tin nhắn của người nhà liệt sĩ đổ về, mong mỏi phục hồi tấm ảnh duy nhất mà các liệt sĩ để lại. Nhìn những bức chân dung liệt sĩ phai mờ theo thời gian, không còn nhìn rõ mặt, tôi quyết định phục chế miễn phí ảnh chân dung liệt sĩ để tặng các gia đình thân nhân vào dịp kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ ngày 27 tháng 7 năm 2022, anh Thắng nói. Khi chia sẻ ý tưởng này, anh nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ những người cùng làm thợ ảnh và học trò của mình. Rất nhanh chóng, nhóm Team Lee được thành lập gồm 6 chàng trai trẻ. Mọi người trong nhóm sẵn sàng dành thời gian để phục dựng miễn phí các bức ảnh như một cách tri ân đến các anh hùng liệt sĩ, an ủi người thân vơi bớt nỗi buồn, anh Lê Quyết Thắng tâm sự. Bắt tay vào thực hiện, từ ngày 20 tháng 6 đến nay, nhóm Team Lee đã phục dựng được hơn 130 bức ảnh chân dung liệt sĩ. Trung bình mỗi bức tranh mất khoảng 6 tiếng đến 3 ngày để hoàn thành và bước khó nhất là phục dựng đôi mắt. Chàng trai xứ Nghệ tâm sự, nhìn những giọt nước mắt hạnh phúc của người thân liệt sĩ khi cầm bức ảnh, anh chỉ mong sao giúp đỡ được nhiều hơn các gia đình liệt sĩ, giúp họ được ngắm nhìn, lưu giữ được hình ảnh người thân.